tế tư đại nhân mỗi ngày thời gian này người không phải nên ở tế thiên tư sao chúng tôi chuyện kỳ lạ gì đều không nhìn thấy tế tư đại nhân tế thiên tự ngươi nói rõ ta tế tự đại nhân làm việc ngươi đừng đùa chúng tôi nữa mà sớm nghe nói qua lăng vân quốc có một đại tế tư giỏi về bói quẻ và chiêm tinh người đó lại là bản thân mình sao phải rồi a à, chuyện hôm nay các người chúng tôi cái gì cũng không nhìn thấy sau đó phong hạ lại kéo cung nữ ở trong cung với danh nghĩa đi dạo lượn một vòng kết hợp ký ức của ba châu mục kết cấu trong cung cuối cùng cũng tra rõ rồi tế tư đại nhân nên dậy rồi hôm nay là ngày bói quẻ ha a đã chưa như vậy rồi sao qua nhiều ngày như vậy vẫn là rất khó quen với cơ ngực lớn cường tráng như vậy của bản thân à hai của bản thân hoàn toàn không có cảm giác thêm phiền phức à bối đầu trang điểm gì đó đối với một trực nam vạn năm nhưng mình mà nói so với giết boss còn khó hơn nhiều may mà tế tư có không ít cung nữ hầu hạ Ta biết các người bây giờ nhất định đang cười nhạo nữ trang chỉ có cấp không và. Các người nhìn ta bây giờ giống bộ dạng đang rất vui sao. Đại tế tư thân chức cao quyền trọng, đưa tay không lấy năm lượng nặng, sát chư đao đối với ta bây giờ mà nói chính là ngàn cân đỉnh, càng đừng nói là dùng nữa. Cũng chỉ có thể học nữ nhân đó biểu diễn một tay đùi kẹp đại bảo đao tự giải trí rồi. Đại tế tư giỏi thật chiêm tinh và bói quẻ, ngày thường làm người ôn nhu, cả cung nữ của tế thiên tư đều không lớn không nhỏ, cách năm ba ngày lại muốn đến xe mạng. Tế tư đại nhân, lần trước người giúp ta tính hôm nay ta có thể tìm được người yêu nhưng ta đến bây giờ còn chưa gặp được hắn tế tư đại nhân thai thứ hai của chị ta đại khái khi nào có thể đẻ a à? đại tế tư ta ta khi nào mới có thể được nữ đế đại nhân nhìn chúng a à? nhưng chuyện khiến người ta đau đầu chính là loại chuyện này thật sự là khó quen a à? tế thiên tư là cơ quan xem quẻ được thiết lập trong cùng mỗi tháng đều phải chiêm tinh dự đoán vận thế quốc gia đây cũng là công chức của đại tế tư thật là bất luận nhìn bao nhiêu đều cảm thấy tế tư đại nhân đẹp quá a à? mắt của tế tư đại nhân thật là đẹp quá. Tiểu gia ta vui sao, tiểu gia ta sao có thể vui chứ? Thuộc tính kỳ lạ thức tỉnh. Trong phòng chiêm tinh, các người lui xuống cả đi. Vâng, đại tế tư. Thật là khiến người chọc đầu, mình phải làm sao để báo cáo về triều đình à? Chiêm tinh cái gì đó, ta căn bản không hề biết à? Mà chuyện liên quan đến diệt ách, vẫn phải sớm hỏi lộ thiên trường mới được. Lúc mẫu hoàng vừa mang ta về cung, tế tư bói quả nói ta là cứu thế chủ, là quả trời ban, nhất định là chỗ nào làm sai rồi. Lúc trước đại tế tư giúp nữ hoàng xác lập địa vị hoàng chủ của tiểu hoàng tử, quan hệ của hai người họ có lẽ không tệ chứ, hay là trực tiếp mở miệng hỏi. Đây là, quả cầu phát sáng rồi. Ý, là Lộ Thiên Trừng. Thì ra quả cầu thủy tinh này có thể để mình nhìn thấy người muốn gặp sao? Lúc tắm còn phải xem tấu chương sao? Cô ta đọc gì mà mặt tức lên vậy? Lại là sự đàn áp với tế thiên tư. Đây đã là lần thứ 100 của tháng này rồi đấy cô sớm muộn phải phế đại tế tư chẳng lẽ ta ăn nhầm cổ phiếu rồi lần này phiền phức rồi không thể lỗ mãng hành sự nếu đã cần một mạng qua ải vậy vẫn là thận trọng quan trọng không thì khiến nữ hoàng tức giận đem mình chém là tiêu rồi cho dù không biết thuật bói quẻ nhưng có kinh nghiệm của nhiều châu mục như vậy ta cũng tính là có thể tiên tri rồi bất luận thế nào đều phải lấy được sự tin tưởng của lộ thiên chừng trước mới được chẳng phải là công lực nữ hoàng đế sao chuyện này ta dành gan đế game thủ gờ al gì chưa công lực qua ăn không tiêu rồi. Đống sách này thật là quá nặng rồi. Tình trạng sức khỏe của cơ thể này thật là có chút giống với mình trong quá khứ. Hôm qua nhìn thái độ đó của Lộ Thiên Trừng, rất rõ ràng là không đối phó với ta. Hai thủ lĩnh quan trọng của quốc gia quan hệ không tốt trong cung chắc là có ghi chép nhỉ? Tiên đế tiên học đau lòng mất đi người con trai thứ hai, cả chiều bi thương, duy chỉ để lại trưởng công chúa và tam hoàng tử. Tam hoàng tử còn nhỏ, còn chưa biết chuyện, tùy trưởng công chúa kế thừa hoàng vị. Lão hoàng đế đời trước thật là thảm a. À đứa con trai còn lại đó chính là tam vương gia đó rồi nhỉ nhưng những sử ký này ghi đến đời hoàng đế trước là hết rồi ghi chép liên quan đến lộ thiên trường hoàn toàn không có vẫn là phải nghe ngóng tình hình từ trong miệng của người thân cận với hắn Đi hỏi hai cung nữ một ốm một mập đó cũng là một cách nhưng dù sao cung nữ và đại tế tư thân phận có khác họ rất khó thẳng thắn nói chuyện với ta nhỉ vậy trong cung có người nào có thể thẳng thắn nói rõ quan hệ giữa đại tế tư và nữ hoàng không nhỉ ngô còn thật là có một người và lại chắc chắn còn quen với ta Tế tư tỷ tỷ. Tế tư tỷ tỷ lâu rồi không đến tìm ta chơi, ta nhớ tỷ lắm. Xin lỗi xin lỗi, bởi vì ngày thường chuyện của tế thiên tư rất nhiều. Sao cảm giác bản thân giống người lớn đang dụ con nít vậy? Nhưng bất luận bao lâu không gặp, tế tư tỷ tỷ đều xinh đẹp động lòng người như vậy. Tuy trong miệng không có từ ngữ gì, nhưng tiền bối vậy mà cũng biết khen người thật là không ngờ đến. Hôm nay tỷ tỷ đến chính là có chuyện muốn hỏi em. Nếu là em nhất định sẽ nói chuyện thật lòng với tỷ tỷ đúng không? Đó là đương nhiên rồi, chính là cái đó. Thật ra tỷ tỷ gần đây muốn liên lạc tình cảm với nữ hoàng bệ hạ. Nhưng ta luôn không biết vì sao nữ hoàng bệ hạ hình như có vẻ không thích ta lắm, cho nên muốn đến nghe ý kiến của đệ. Đây đều không biết, tỷ tỷ thật đúng là đại ngốc mà. Quả nhiên vẫn là tiền bối Trần Hải. Bởi vì những chuyện bình thường tế tư tỷ tỷ làm hoàn toàn đối lập với tính cách của mẫu hoàng đại nhân. Tế thiên đại điện của năm nay phải hủy. Bệ hạ đang nghĩ gì? Tế thiên đại điểm chẳng qua là đi một quá trình, tiêu hao quốc khố vô ích mà thôi. Hủy thì hủy thôi. Lễ tế nguyệt khánh biển vì sao cũng bị hủy rồi. Muốn xem mặt trăng ngày nào cũng có thể xem a. À. Thuyền của Lễ Thần Châu cũng không có ngân sách rồi. Nếu muốn chèo thuyền mời tự mình ra cảng biển đi. Vậy chi tiêu của Khánh Điền Lễ Nguyên Dạ sao cũng giảm bớt rồi. Chơi nước, loại đồ ngọt này ăn nhiều không có lợi. Lộ Thiên Trừng, sau khi ngươi làm hoàng đế còn cổ hủ hơn trước một vạn lần a. À. Những thứ này đối với đất nước của cô mà nói đều là lễ tiết giảm hiệu suất mà thôi. Hơn nữa cô cũng không có nghiêm cấm ngày lễ của tế thiên tư các người A, chỉ là không muốn lãng phí quốc phố ở phương diện này mà thôi. Chúng ta thật sự là chị em chơi từ nhỏ đến lớn sao? Đây chẳng phải là muốn tế thiên tư của ta đóng cửa sao? Nếu đã là chị em chơi từ nhỏ đến lớn, vậy cô càng nên hiểu rõ cô là người hiệu suất cao. Nếu nhất định phải tốn tiền trên khách điển, cô sẽ chi tiêu trên thánh điển có thu hoạch chính trị và kinh tế. Khánh điển ngày thường thì đừng lãng phí người và sức nữa. Công lợi, công lợi, trong đầu cô toàn là không lợi A lộ thiên trừng tuy cô không ngại có người trực tiếp gọi tên cô nhưng nếu ngươi còn tiếp tục lớn tiếng quấy rầy cô xem tấu trương cô sẽ không khách sáo nữa một cọng gân lộ thiên trừng. một khoảng thời gian sau bệ hạ tế thiên tư cần kinh phí à bệ hạ người suy nghĩ thêm đi bệ hạ kinh phí kinh phí kinh phí kinh phí táo kinh phí gơn cảnh cáo ngươi lần cuối đừng tiêu hao tinh lực trên những chuyện này nữa công việc của tế thiên tư không phải vô ích tức giận cũng là vô ích cô không muốn nhìn thấy ngươi buông ta ra buông tay ra, ta muốn gặp bệ hạ. Đại tế tươi người vẫn là đi đi, bệ hạ chuyên nói không để người vào điện yết kiến. Mẫu hoàng đại nhân không đem tỷ tỉ, tỉ chém đi đã đủ nể mặt tí rồi. Đại tế tư này tuy cảm giác cũng là nhân vật não thiếu nếp nhăn, nhưng hành vi hình như có chút giống mình, chả trách mãi không có ai cảm thấy không đúng. Thêm trời lựa thân phận cũng biết lựa người quá chứ. tỷ tỷ ta còn có thắc mắc, bệ hạ nhìn ta không thuận cũng thôi đi, vì sao các đại thần cũng phải đàn áp ta. 2. Tỷ tỷ đây là đầu đụng trúng cửa mất trí nhớ rồi sao? Phải phải, đụng ta đau lắm đó, ta bây giờ cái gì cũng không nhớ xin đệ nói ta biết đi. Tế tư tỷ tỷ sau khi bị mẫu hoàng ném, thì lấy danh nghĩa tế thiên tư đi tìm các vị đại nhân xin tiền rồi, không ít đại nhân mặt mỏng nể mặt tế thiên tư không thể không cho a. À. Đây là không còn là thiếu nếp nhăn nữa rồi, đây là trong đầu không có nếp nhăn. Tế thiên tư và lộ thiên chừng thật là một cặp đôi không não và không vui. Lần này mở màn chính là độ khó quan hệ đã cải banh rồi, muốn lấy lời của lộ thiên trường thật là khó còn khó hơn nhưng mà trạng thái tinh thần của tế tư tỷ tỷ hình như quả thật có khác so với trước đây nếu vừa bắt đầu đã dùng thái độ hòa nhã này đi đàm phán với mẫu hoàng đại nhân mẫu hoàng đại nhân có lẽ còn nguyện nghe tỷ tỷ nói vài câu vậy bây giờ thì sao muộn rồi nhưng mà mẫu hoàng đại nhân cũng có chút không thông tình người rồi bách tính an cư lập nghiệp là cái gốc của lập quốc mẫu hoàng đại nhân tuy làm được an cư nhưng lại chưa từng nghĩ qua lập nghiệp cũng là thứ dân cần thời gian nữa chính là đại diện lập hoàng tử của điện hạ rồi đúng không phải, loại này chính là thuộc loại khánh điện có thu hoạch chính trị mà mẫu hoàng đại nhân cho là đáng làm chứ nhỉ. Ta đi hay không đều chẳng sao, dù sao cũng không có thú vui gì. Không đúng à. Nếu đã là làm khánh điện, thì nên vui vẻ, ửm, ừ, xem của tỷ tỷ ta đi, ta nhất định sẽ khiến đệ ở trong đại điện lập hoàng tử trải qua vui vẻ. Sau đó để người mẹ cuồng công việc đó của đệ biết cái gì gọi là mùi người. Tế thiền tư, đại tế tư, xin thăm kiến nữ hoàng bệ hạ, mời hai vị bẩm báo. Hai tiểu cung nữ nhìn nhau mà trên khuôn mặt có vẻ đã biết điều gì đó. Đông, tế tư đại nhân, bệ hạ bây giờ đang nghỉ ngơi. Người vẫn là mời về đi. Không sao, ta sống biết là kết quả này rồi. Vậy nên, ta từ từ đợi vậy.